Tác phẩm Dũng sĩ chép cơm. Tác giả Phùng Quán. Một đêm trăng rất sáng, chép cơm lén mẹ đi chơi khuya. Dần trăng tròn dành dạch đã lên thẳng đứng giữa bầu trời. Sương sa đầy mặt ao, tí tách như mưa rắc. Ếch nhái, dung dế ở quanh bờ ao đều đã ngủ thiếp, chắc gì kêu la đã mệt lả. Chép cơm bơi lượn vòng trong làn nước chan đèn ánh trăng. Dần trăng khuya đã chênh chết về phía ngọn sung. Chép cơm định quay về nằm ngủ, nhưng trăng đẹp quá, chú chưa nỡ rời đi. Chú nổi lên mặt ao, bơi nhẹ nhẹ về phía dần trăng lung linh ở đáy ao, định đớp chơi thêm một lần nữa. Chú há miệng chưa kịp đớp thì bỗng thấy đầu mình vướng phải một cái vật gì đó lùng nhùng mà suýt nữa kẹp đầu vào đó. Chú vội vàng ngoặt đuôi bơi vòng lại phía sau, chút đầu định chúi bùn, nhưng cái vật lùng bùng ấy, ma quái đấy, nó đã nằm ngay dưới bụng của chú. Và làn nước chan trăng xung quanh chú bỗng sao động với những tiếng răng rắc lạ tai. Chú có cảm giác mình đang bị cái vật bùng nhùng ấy nâng dần lên mặt nước. Chú kêu thét lên: "Mẹ ơi, cứu con!" Chị chép dây hồng đang sụt bùn cách đó không xa, nghe tiếng con kêu cứu lao vút đến. Liếc mắt, chị đã hiểu ngay tai họa gì đang đến với mẹ con chị. Chị thất sắc kêu lên: "Bơi mau, ra khỏi đây đi con!" Nhưng chưa kịp quạt dây, hai mẹ con chị đã bị những cái mắt lưới vuông dây tròn bốn phía. Chị rụng rời kêu lên: "Mẹ con ta bị nạn rồi con ơi!" Dũng nước chăn trăng trong lòng gió bỗng nhỏ dần lại. Chép cơm theo mẹ tung mình cố lao qua thành gió, nhưng đầu hai mẹ con liên tiếp đập vào triên gió, ngã nhào trở lại. Dây lưng của hai mẹ con chị đã phơi ra dánh trăng. Chị chép dây hồng dùng dãy như phát điên, quật đuôi, hút đầu liên tiếp vào các mắt gió. Chị đã hút một phát như đạn phá bắn vào những cái mắt gió gần sát trôn. Gần một chục mắt gió bị xé toạc, nhưng chị không thoát ra mà nhảy tránh sang một bên, hối hả gọi con: "Chui thoát ra mau đi con!" Chép cơm lao đến, lách mình qua chỗ thủng mẹ vừa phá, lặn biến xuống đáy ao. Khi bụng vừa chạm bùn, chép cơm ngoái lại, không nhìn thấy mẹ. Chú quên hết sợ hãi, bơi phóng lên mặt ao mà tìm. Chú nhìn thấy mẹ đang dùng dãy tuyệt vọng trong một cái gió nhỏ xíu. Sau này chú mới biết đấy là cái vợt. Chú gọi thất thanh: "Mẹ ơi, mẹ ơi!" Chị chép dây hồng nghe tiếng con gọi liền thôi dùng dãy. Chị chúc cái đầu xinh đẹp đầm đìa máu tươi nhìn con qua cái mắt vợt lấp lánh ánh trăng. Cặp môi dập nát của chị mấp máy nói với con những lời vĩnh biệt, nhưng không thành tiếng. Bởi không nghe được mẹ nói gì trước giây phút vĩnh biệt, nên gương mặt và ánh nhìn thăm thẳm của mẹ lúc đó đã suốt đời nhức nhối trong trí nhớ của chép cơm. Nó như một vết thương không bao giờ lành. Vì mình không nghe lời mẹ mà mẹ phải chết. Ý nghĩ đó khác nào là một cái ngạch lưỡi câu cứ đâm sâu vào trong ruột gan của chép còi. Chú thấy đau đớn, tưởng chừng như không thể nào sống nổi. Suốt mấy ngày liền, chú cứ chúi đầu vào trong bụi rong mà khóc, chẳng còn thiết gì đến ăn uống. Bà con dân ao kéo lại dỗ dành, an ủi chú. Cụ ngạo mớm nói: "Cháu đừng có nghĩ vậy mà thêm khổ cái bụng cháu ạ. Ngắm trăng, chơi trăng thì nào có tội tình chi? Cũng chỉ tại cái tụi bối cá rằng ri trời chu đất diệt kia hết,
hễ gọt tụi chúng thì bà con ta dù có chui xuống 8 tầng bùn rồi cũng bị chúng lùng đi kiếm giết chết. Không sớm thì muộn, bà con dân ao ta sẽ chẳng ai còn sống sót đâu cháu ạ. À, nghe cụ nói, Chép Cờm bỗng thấy lòng sôi lên uất hận và nỗi giận đã lấn lướt đau buồn. Chú không khóc nữa, rời khỏi đám rong chúi đầu. Chú bơi đi khắp ao mà lòng mơ tưởng tìm ra một mưu kế gì đó có thể cứu tất cả bà con thoát khỏi cảnh tù hãm chết dần chết mòn ghê rợn này. Năm đó nắng hạn rất to, mực nước ao rút cạn đến mức đáng sợ. Vào giữa trưa, nước ao như bị đun nóng muốn tụt cả dãy. Một số bà con sức yếu không thạo chúi bùn đã phải chết nắng. Hùa lưỡi câu, sâu mang cá. Lũ cò, giạc, cạp nông, rắn mồng, rắn nước từ các ngã đổ xô về ao cây sung để mà kiếm ăn mỗi ngày càng đông. Thêm nữa, tụi bói cá rằng ri dạo này bị du kích các thôn làng đánh trả quyết liệt. Chúng không còn cướp bóc được gì, xoay hết ra ao kiếm ăn. Chúng gió, nơm, câu, đầm cả ngày lẫn đêm. Bơi đến góc ao nào, Chép Cờm cũng gặp những cái mang tái nhợt, những cái đuôi run rẩy, những tiếng khóc than nghe mà xé ruột, những cặp mắt đỏ ngầu khóc con, khóc chị, khóc mẹ. Cái chết rình rập từng giây từng phút sát bên dây dãy của mỗi bà con. Cái chết rình từ lưng trời đến dưới đáy bùn, trong mỗi đám rễ bèo, trong lùm cỏ, búi sông. Cái chết rình cả khi trăng sáng, cả lúc tối trời. Cái chết hiện ra với bà con đủ hình, đủ dạng. Khi là một tiếng nổ rung mặt ao, khi là những cái răng chĩa có ngạnh như gươm, khi là những cái mắt gió mềm mại điệp với màu nước, khi là cái mỏ dài nhọn hoắt siết chặt như bẫy kẹp, và khi là cái mồm lởm chởm răng túa đầy chất độc. Tình cảnh dân ao cây sung lúc này đúng là tình cảnh trên dao dưới thớt. Chao ôi, giá có ai bày được cho mình cách tu luyện hóa rồng. Mỗi lần nhìn thấy cảnh bà con dân ao bị giết chóc thảm thương, Chép Cờm lại thầm kêu lên như vậy. Chú tự nhủ, nếu có phải chịu đựng những cực hình như chặt dây, lột dãy, róc mang để mà hóa thành rồng thì mình cũng chẳng từ nan. Và từ đó, đêm nào Chép Cờm cũng nằm mơ thấy mình hóa rồng. Trong mơ, chú thấy mình từ dưới đáy ao bơi phóng lên mặt nước. Chú tung mình nhảy giọt lên thật cao. Một sức mạnh kỳ lạ nâng bổng chú lên trời. Chú trở nên to lớn hơn cả những con chim sắt của tụi bói cá rằng ri thường hay bay ngang qua, in móng xuống ao. Miệng chú phun lửa đỏ lè. Dây chú hóa thành những bàn chân có vuốt nhọn, to bằng cái lá súng, lá sen. Chú chỉ phun có ba cái là lửa đã bốc khói lên cuồn cuộn. Tụi bói cá hoảng hốt xéo ngay đi. Chú dùng bàn chân ó vuốt sắt cào tung hết những lớp hàng rào trắng quanh ao. Chú hất tung những cái tảng đất đá lắp cửa ao. Nước từ các kinh mương ở bên ngoài lại chảy ào ào vào ao. Chớp mắt, nước đã dâng cao mấp mé bờ và ao quê lại trở lại như xưa. Nước trong mát như buổi sáng mùa thu đẹp trời. Một đêm, chú nằm mơ gặp một cụ chấm đen và lũ khụ dây dậy móc thết, không biết từ đâu bơi đến. Cụ chỉ lối cho chú đến hang mụ phù thủy tài giỏi, có 99 phép lạ. Chắc mụ ta có thể giúp chú hóa rồng. Thế là chú hăm hở bơi đi. Lối bơi đến hang của mụ
phải chui qua không biết cơn mang nào là hôm giỏ, hôm đó, hôm lờ. Chui qua hết các lớp hôm, đến một cái rừng rong mà mỗi nhánh đều treo lủng lẳng hàng trăm chiếc lưỡi câu lớn nhỏ, ngạnh và mũi sáng lóe trong làn nước đen thẳm. Hàng nghìn bộ xương cá trắng hiếu bị lưỡi câu móc vào hàm, vào đuôi, vào dây, đùng đưa trước mặt của chép cờm. Vượt khỏi rừng rong, chủ phải bơi dọc một con kinh nước bốc hơi nghi ngút. Nóng, chao ôi, chú có cảm giác như mình sắp chín nhừ. Dây, thịt sắp rụng ra từng mảng. Bơi hết con kinh là phải càng qua con mương nước cạn xăm xắp bùn, phơi hết cả dây lưng. Hai bên bờ mương, tụi bơ cá rằng ri đang đứng xếp hàng. Trong tay lầm lầm, nào là súng, chĩa ba, chĩa năm, nơm, dặm, rập, chài, gió. Hàng của mụ phù thủy nằm sâu dưới đáy nước, phải qua ba lớp cửa. Lớp thứ nhất có hai con cọt cói sù lông cổ, mỏ nhọn như cái mũi lao, đứng co một chân canh gác. Lớp cửa thứ hai có hai con rái cá nhe răng trắng xóa, mắt trừng trừng như sắp ăn tươi nuốt sống những ai lọt qua đó. Lớp cửa thứ ba có hai con rắn cạp nông, khoanh trắng khoanh đen. Nó nằm cuộn tròn, ngóc cao đầu, thở phì phì, lưỡi có ngạnh thè ra thụt vào liên tiếp. Chép cờm đã vượt qua ba lớp cửa như thế nào thì chú không nhớ rõ. Chú chỉ nhớ là vượt qua khỏi hiểm nguy này, chú lại xông thẳng vào hiểm nguy khác, không một chút trùng dây, rung đuôi. Cuối cùng, chú cũng đã lọt vào chỗ ở của một phù thủy. Gan dạ, liều lĩnh là thế, mà khi nhìn thấy hình dạng cổ quái của một phù thủy, chép cờm phải khựng lại, di, dãy, dựng ngược vì kinh hãi. Mụ ta đầu mèo, mình rái cá, đuôi rắn cạp nông. Bàn tay bàn chân của mụ, ngón nào cũng cong cong, nhọn hoắt, mà có ngạnh. Khi biết rõ chép cờ muốn gì, mụ cất giọng khàn đặc như nghẹn bùn. Mụ nói: "Khá khen cho mi, để dám liều lĩnh bơi thấu đến đây. Việc mà biến cá chép thành rồng, trừ tay con mụ già này thì không còn ai đủ sức giúp mi đâu. Nhưng tiền công cán thuốc men mi phải trả cho ta đầy đủ mới được." "Thế mụ muốn tôi trả công bằng gì?" Chép cờm hồi hộp hỏi. "Ta chẳng tính đắt mi đâu. Một bộ dãy, một cái mang, hai cái dây bơi chèo, một cái dây lưng và một cái bong bóng." "Thế mà mụ còn bảo là không đắt." Chép cờm rùng mình kêu lên. "Thân con cá mà mụ lấy đi chừng ấy thứ thì tôi còn biết sống ra sao, bơi lặn được gì?" Mụ ngút ngoắt cái đầu mèo, ngoe ngoẩy cái đuôi rắn, giọng trở nên đanh đá. "Cái đó thì tùy mi, khách hàng ta chẳng thiếu." "Mụ có thể tính bớt cho tôi một ít không?" Chép cờm nói gần như năn nỉ. "Một cái dãy ta cũng không bớt, ta đã tính với mi cái giá chung." Chép cờm cố nén cơn giận mà nói: "Thôi được, tôi đồng ý trả mụ với cái giá đó." Mụ phù thủy lôi trong cái gầm giường ra một cái mai ba ba khá lớn, lật ngửa làm chảo nấu nước phép. Mụ dãy một nắm nào là ruột cá trôi, bong bóng cá mè, hoa khế cá trê, làm rác chùi chảo. Mụ vừa chùi vừa nói: "Ta ghét nhất là những đứa làm ăn bẩn thỉu. Nồi chảo mà cứ để tanh ngờm ngờm là ta không chịu được." Chép cờm nhếch mép cười thiểu não: "Nếu không được hóa rồng
thì tôi cũng được chết trong sự sạch sẽ, quý quá của mụ. Tưởng khách hàng khen mình thật bụng, mụ ngoác miệng cười toe toét. Không sạch sẽ, lỡ mà nó bị nhiễm trùng thì khốn. Mụ rót vào cái chảo hàng chục thứ nước phép. Nào là bùn non, rau riêu, rễ bèo, đựng trong những chiếc lọ làm bằng sọ cá. Mụ nhóm lọ đun sôi, trong lúc chờ nước phép sôi. Mụ móc một ngón tay vào mang của chép còi và đặt lên thớt. Dùng một con dao phai cùng rỉ để mà đánh dãy chú. Mụ chặt hết dây lưng, dây bụng, ngoái mũi dao vào bụng, mồi ra một cái bong bóng. Mụ chích bụng chú thành 6 cái lỗ. Nước phép sôi, mụ bưng cả chảo dốc tuột vào miệng của chú. Chú tưởng mình phải nuốt cả một khối lửa vào bụng. Một cơn đau khủng khiếp, xé ruột, xé gan. Và chính ngay lúc đó, đã xảy ra một chuyện thần kỳ. Chú thấy thân hình của mình dài rộng ra một cách khác thường. Trên làn da vừa bị đánh dẫy đầm đìa máu, tua tủa mọc ra một lớp dẫy mới, có thể xòe ra cụp vào và kêu lanh canh như thép. 6 cái lỗ hổng bị chọc thủng dưới bụng, mọc ra 6 cái chân, có móng vuốt nhọn sắc như gươm. Chớp mắt, chép cơm đã hóa thành một chú rồng to đẹp và dũng mãnh, có thể làm cho tất cả các con rồng trên các mái đình, mái chua phải chết ức vì ganh tị. Chép cơm bay dục lên khỏi mặt nước, trở lại ao cây sung. Chú lặn xuống ao. Thân hình của chú to lớn đến nỗi làm cho nước ao phải dền lên, chợt tràn bờ. Chú xòe rộng bộ dãy kêu lanh canh như thép, mời tất cả bà con dân ao, lớn bé, già trẻ, chui hết vào bên trong. Và chú bay dút lên trời, chú kêu to. Bà con gắn bám vào cho chắc, đừng để rớt, tôi phải bay nhanh đây. Chú bay cho đến lúc gặp một con sông xanh màu cối mới. Hai bên bờ cách xa nhau đến 5-10 tầm gọi. Nhấp nhô muôn ngàn con sóng lớn, xuôi ngược những cánh bườm màu cánh cò. Chú liền chúi đầu, lao thẳng xuống dòng sông. Chú lặn mãi mà vẫn không tới đáy. Chú thấy lưng mình nhẹ bỏng. Bà con mừng nước đã rời khỏi lưng của chú từ lúc nào cũng không hay. Tiếng bà con quẩy đuôi, đạp dây, lao xao reo mừng khắp bốn phía. Chép cơm bừng tỉnh giấc mơ. Chú thấy mình đang dựa lưng vào chân của một khóm cỏ nước trơn nhớt riêu, trong làn nước tù hãm sặc bùng. Những hình ảnh kỳ dị và rực rỡ trong mơ vẫn còn làm cho tim chú đập mạnh, xao xuyến mãi không thôi. Đặc biệt là hình ảnh con sông màu cớm mới, lặng mãi mà không tới đáy, dào dạt muôn ngàn con sóng lớn xuôi ngược những cánh bườm, cứ bám riết lấy trí nhớ của chú, không làm sao mà dứt ra được. Chú tự hỏi, liệu có một dòng sông như vậy ở trên đời này không? Nếu có thì ở đâu? Và làm cách nào để bơi đến đó? Không thể tự trả lời, chép cơm liền bơi đi khắp ao tìm các cụ già để hỏi. Nhưng cụ nào cũng lắc đầu. Một dòng sông như thế thì mai ra chỉ trong chuyện thần tiên cổ tích mới có thôi cháu ạ. Mà dù có cái gì đi chăng nữa thì ông cháu ta làm sao mà thoát khỏi cái ao để mà bơi tới đó? Hóa là có phép tiên. Một đêm trăng sáng, cụ Ngạo Mớm lúc nghe chép còi hỏi liền đưa cái miệng dễnh ngược trở xuống dần trăng lung linh đáy nước mà nói: đúng là có một dòng sông như vậy, và nó nằm ở kia kìa. Rồi bất thần, cụ nổi cơn thịnh nộ, quật mạnh đuôi
làm cho dần trăng đáy nước tan nát ra muôn nghìn mảnh. Cụ không nói không rằng, quay ngoắt bơi đi. Chép Cờm buồn lắm, nhưng vẫn không nản. Chú lại bơi đến hết mọi ngóc ngách ở trong ao, tìm hỏi các cụ già mà chú chưa kịp hỏi.